chạy xe container xe tải nặng cần lưu ý gì để bảo toàn tính mạng không chạy trước mỗi xe giữ khoảng cách với đuôi xe không đi vào điểm mù là những nguyên tắc quan trọng nhất khi di chuyển gần xe tải lớn theo các tài xế có kinh nghiệm tuyệt đối không chạy song song chạy bám đuôi hay cắt mặt trước mỗi xe tải xe đầu kéo cỡ lớn nói chung các phương tiện nhỏ cần tránh xa những chiếc xe khổng lồ đặc biệt là đi vào khu vực điểm mù nhằm phòng tránh tai nạn không mong muốn dưới đây là một số lưu ý cụ thể trong từng tình huống không vượt ở góc cua. Xe container cần tới hai làn đường để vào cua, lúc này nếu xe đi sau vượt lên thì rất dễ gặp nguy hiểm. Do đó, gặp những khúc cua khuất tầm nhìn, cần phải hết sức cẩn thận, nhất là vào khi trời mưa. Hành vi vượt ở các khúc cua không chỉ gây nguy hiểm cho cả hai phương tiện, mà còn có thể bị cảnh sát giao thông phạt khi phát hiện. Không chạy ngay trước mỗi xe lớn. Do kích thước xe container có trọng lượng và quán tính lớn nên quá trình hãm phanh cũng mất quãng đường vài chục mét. Chính vì vậy, tài xế cần quan sát gương chiếu hậu xem có xe tải trọng lớn ở phía sau hay không trước khi quyết định phanh đột ngột thực tế đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông do xe con chạy trước mặt xe container rồi bất ngờ di chuyển chậm hoặc phanh gấp không chạy sát bên cạnh khi chạy sát bên cạnh xe container hay xe tải nặng rất có nguy cơ gặp nguy hiểm khi các xe này đánh lái tránh vật cản trên đường trường hợp chẳng may xe container xe tải nặng gặp tai nạn và lật nghiêng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng với các phương tiện chạy song song giữ khoảng cách với đuôi xe phía trước Kinh nghiệm mà giới lái xe chia sẻ, tốt nhất chạy cách xe container, xe tải nặng khoảng cách tối thiểu 10m ở vận tốc dưới 40km/h, còn ở trên đường cao tốc thì cần cách xa từ 100 đến 200m. Nếu giữ khoảng cách tốt, tài xế có thể quan sát xung quanh, biển báo giao thông và có đủ thời gian để xử lý tình huống bất ngờ. Mặt khác, xe container, xe tải nặng cần phải mở rộng cua để rẽ, vì vậy các phương tiện nhỏ không nên đỗ cạnh bên hông nhằm tránh rơi vào điểm mù nguy hiểm. Khi thấy xe container lùi hay quay đầu, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi và giữ khoảng cách trên 10m để đảm bảo an toàn. Không đi vào điểm mù. Xe càng to, càng dài thì điểm mù của xe càng lớn. Do đó, khi đi gần xe đầu kéo thì phải để cho tài xế xe đầu kéo nhìn thấy xe của mình. Nếu lái xe đầu kéo không nhìn thấy, cũng có nghĩa là phương tiện đã bị điểm mù che khuất. Hiện nay, nhiều tài xế xe container, xe tải đã trang bị thêm các loại gương lớn, gương cầu để mở rộng góc quan sát. Tuy nhiên, điểm mù còn phụ thuộc vào góc đánh lái vào vị trí quay đầu xe khi xe quay đầu thì điểm mù là toàn bộ phần phía sau cũng như tầm vóc của xe nên dù được trang bị đầy đủ cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn vì vậy dù đi sau hay đi ngang xe tải cũng cần phải tránh xa điểm mù đặc biệt là xe máy thận trọng khi vượt xe tải xe container xe container dài nên hút gió và bụi rất nhiều nhất là khi đường ướt bụi nước bắn từ gầm xe che khuất tầm nhìn phương tiện đang vượt lưu ý khi vượt phải vững tay lái vượt dứt khoát nếu thấy đối đà phải về số thấp hơn hoặc đạp thêm chân ga để nhanh chóng nhập vào làn đường theo đúng quy định chủ động nhường xe container nguyên tắc chung là hãy nhường xe container xe tải bất cứ khi nào có thể khi chạy sau xe container tài xế cũng nên quan sát lượng hàng hóa cách chẳng buộc mà phán đoán giữ khoảng cách nếu phát hiện xe container có dấu hiệu hơi lệch làn đường thì lái xe cần chuyển từ chân ga sang chân phanh nhằm đề phòng sự chuyển hướng hoặc đánh lái gấp hoặc đánh lái gấp